vị, đang trong giai đoạn nắng nóng gay gắt diễn ra trên phạm vi rộng thì nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao. Việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả được xem là cần thiết để có thể chủ động nguồn điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai gần đây. Thủ đô Hà Nội đã tắt một phần đèn đường để duy trì hoạt động của hệ thống điện quốc gia. Trong bối cảnh nhiệt độ luôn ở mức cao khiến nhu cầu điện gia tăng ở nhiều khu vực. Dự báo đợt nắng nóng hiện nay có thể kéo dài sang tháng 6. Một số địa phương đã cắt giảm hệ thống chiếu sáng công cộng sau khi Điện lực Việt Nam cho biết nhu cầu sử dụng điều hòa không khí của người dân ngày càng tăng, có thể gây thêm gánh nặng cho lưới điện quốc gia. Đi ra ngoài đường rát hết cả người, đâm ra nóng quá, người ta phải mặc áo bảo hộ để cho tránh nắng và đội mũ. Đấy, để coi vậy là cho mồ hôi nó ra, cho nó coi vẻ mát, chứ không bị nắng nó rát nhiều. Để giải quyết nắng nóng, Hà Nội bật đèn chiếu sáng công cộng muộn hơn nửa giờ so với thường lệ và tắt sớm hơn nửa giờ, đồng thời giảm một nửa mức chiếu sáng trên một số tuyến đường lớn và công viên. Không, nếu mà người dân có ý thức tiết kiệm điện thì tất cả đều có điện mà dùng. Thì nếu mà người dân không ý thức tiết kiệm điện thì sẽ gây quá tải cục bộ, thì sẽ rất là nguy hiểm đến lưới điện. Ước tính việc giảm chiếu sáng giúp cắt giảm được 36% lượng điện tiêu thụ, tương đương với hơn 4 tỷ đồng mỗi tháng, và vẫn đảm bảo chiếu sáng cho giao thông và an ninh trật tự. Bên cạnh đó, nhiều người Hà Nội chọn giải nhiệt tại công viên nước, mặc dù các chuyên gia cho biết hoạt động dưới nhiệt độ cực cao có thể gây mất nước và kiệt sức. Càng ngày sẽ càng nóng lên. Ngày trước là chỉ khoảng 30 độ là nóng lắm rồi. Bây giờ là 40 độ, con người phải càng ngày càng phải thích nghi dần. Năm nay và so với mọi năm là rất là khó chịu và nó khắc nghiệt hơn tương đối là nhiều so rõ rệt so với các năm khác. Hiện tại thì chỉ cho các cháu vào đây chơi vầy nước cho nó giải nhiệt thôi, chứ cũng chưa có giải pháp gì. Bên cạnh những nỗ lực của ngành điện thì ý thức sử dụng điện tiết kiệm của mỗi người, mỗi địa phương, mỗi đơn vị cũng rất quan trọng để đảm bảo điện năng trong mùa nắng nóng. Theo quyết định số 14 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành thì từ ngày 15 tháng 7 tới, những thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp như bóng đèn huỳnh quang compact, công suất thấp, bếp hồng ngoại, bếp từ, bình đun nước nóng sẽ không được phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh trong nước. Quyết định cũng đang ban hành danh mục và lộ trình áp dụng cụ thể đối với các tổ máy phát điện bằng than, khí trong các nhà máy nhiệt điện có hiệu suất thấp không được phép xây mới, không cho phép vận hành tổ máy phát điện bằng than, khí có hiệu suất tại thời điểm bắt đầu đưa vào vận hành thương mại thấp hơn hiệu suất quy định trong tương ứng với từng giải công suất của tổ máy.